Hôm nay chúng ta sẽ học bài 3, bài nói về đời sống sinh hoạt và Internet, nói về mạng đó ha. Thì chúng ta sẽ học có những từ vựng liên quan đến mua sắm Internet và đặc biệt là có những ưu điểm và nhược điểm Internet. Chúng ta sẽ học ngữ pháp Arata và động từ cộng kê hata. Mình có thể học bài này, mình có thể làm bài và mình có thể khuyên ha, khuyên cách nên sử dụng Internet, và mình có thể giới thiệu về những cái hoạt động trong trong Internet. Thì Internet thì chúng ta thấy thì thường chúng ta dùng để ra đúng không, tìm kiếm thông tin. Rồi lên mạng đúng không? Thì thường thì nhiều người á, họ làm gì trên Internet? Đọc báo hay là xem phim đúng không? Đây là những câu hỏi rất là đơn giản. Ở đây là có những từ vựng các bạn. Chăng tăng châm. Chăng châm là ưu điểm, tăng châm là nhược điểm. Thì mình ra cụm từ này là ưu điểm và nhược điểm của Internet. Ưu điểm, như thế nào? Thứ nhất á, thì ưu điểm của mình nói về ưu điểm trước Internet chẳng chờ, và sau đó mình sẽ nói về Internet tặng chờ. Internet tặng chẳng chờ nó là ưu điểm của Internet á. Thứ nhất á, là gì? Chẳng bộ rưỡi cầm xét hạ tà. Cầm xét hạ tà là tìm kiếm, chẳng bộ là thông tin. Internet thì nó có thể là tìm kiếm được thông tin như mình muốn đúng không? Rồi trên Internet thì mình cũng có thể mua sắm mà shopping, mình có thể mua sắm, mình cần gì mình đánh lên là nó có, rất là dễ, rất là tiện mua sắm. Rồi Internet mình làm gì nữa, mình gửi mail, mình có thể gửi mail cho bạn của mình, cho người trong công ty vân vân. Rồi mình có thể chuyển tiền đúng không, Internet banking, mình có thể sử dụng ngân hàng ở trên Internet. Rồi Internet mình có thể chat, có thể chat. Rồi mình có thể xem phim, tải xem phim. Rồi mình có thể đưa dữ liệu lên, có nghĩa là mình lưu dữ liệu trên đám mây á, có thể lưu dữ liệu. Rồi Internet mình cũng có thể viết blog. Blog ngày nay thì ít, nhưng mà hồi thập niên 2005, 2006, thời kỳ đó là 2010 đó, viết blog rất là thịnh, nhưng mà ngày nay thì ít thôi. Và Internet thì mình có thể chơi game đúng không? Đây là những cái ưu điểm của Internet, và hầu như 9% thế giới hiện tại thì sử dụng Internet đúng không? Rất là tiện lợi, rất là tốt. Nhưng mà Internet nó cũng có những cái nhược điểm. Vì tại sao mình nói như vậy? Tại vì hai cái phần này các bạn, hai cái phần này nè, đây là những cái phần mà sau này á, sau này các bạn học hay là các bạn thi, thì nói chung là thi xã hội hoặc là thi topic á, thì đều có những cái nội dung này các bạn. Ví dụ người ta kêu là bạn hãy viết khoảng 200 từ nói về những cái ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Internet, thì mình phải ghi ra đây là những cái từ vựng của mình. Thì mình cũng giải thích là ngày nay mọi người rất là, mình đưa ra cái gọi là lời mở đầu đúng không, rồi thăng bài, rồi kết luận đó, mở bài thăng bài kết luận thì cũng vậy. Thì mở đầu thì nói ngày nay rất là nhiều người sử dụng Internet, và Internet là một thứ rất là cần thiết cho con người ngày nay. Internet này nó có những cái ưu điểm là như này, như này, như này, như này. Nhưng mà ngược lại thì Internet nó cũng có nhược điểm như thế này, như thế này. Thì kết luận, ngày nay chúng ta rất là cần Internet, nhưng mà chúng ta sử dụng một cách phù hợp để mình kết luận gì đó. Thì đây là một cái bài văn mà chúng ta sẽ thi các bạn. Trong cái phần thi á, trong phần thi sắp sắp lớp hoặc là thi các lớp á, thì đều có những như vậy. Cho nên các bạn học về nhà đọc lại những cái từ vựng, rồi có thể mình có thể viết, và chút nữa mình sẽ học cái bài văn á, thì mình có thể dựa vào cái mẫu đó mình viết, tập viết cũng được ha. Rồi đây là những cái nhược điểm của Internet, đó là gì?
chung tốt chi tê ta bị dễ bị nghiện nghiện internet cần nhau mình, thay vì một ngày mình bấm 1-2 tiếng mà ngày nào mà, giờ nào cũng bấm thì dễ bị nghiện đúng không? Rồi sử dụng internet nhiều á thì sức khỏe nó gây hại sức khỏe, hay chỉ ta là gây hại sức khỏe các bạn. Rồi sử dụng internet nhiều á thì mắt nó yếu, mắt nó trở nên yếu hơn, yếu dần. Rồi sử dụng internet á, thì có nhiều game bạo lực phúc đức này, nó dễ có những game bạo lực như vậy thì làm cho thay đổi, dễ thay đổi tâm tính tính cách của chúng ta. Rồi có nhiều sử dụng internet nhiều thì lãng phí thời gian, thay vì mình làm chuyện này chuyện kia thì cứ mình bấm suốt như vậy thì rất là khó. Nhưng mà những cái người mà chuyên cái ngành IT thì họ họ không lãng phí, nhưng mà ví dụ các bạn lên không không lên Facebook lướt web chơi thôi á thì nó lãng phí. Còn đối với thầy thì thầy lướt nhưng mà có lợi, lợi sao có những cái gì đó, những cái việc gì đó mình làm có thể mình hỗ trợ gì đó, hay là mình có thể dịch hoặc là mình có những cái thông tin gì đó để mình chia sẻ cho người khác thì nó cũng có lợi. Nhưng mà mình sử dụng quá nhiều thì nó gây lãng phí thời gian. Rồi internet nữa đó là gì, nó chỉ YouTube ta là lộ, dễ lộ thông tin cá nhân các bạn, dễ lộ YouTube này, này dễ lộ thông tin cá nhân của mình, những hình ảnh mình bình thường không sao mà nó bị lộ, hay là những cái hacker nào đó nó sử dụng những cái hình của mình rồi nó dùng cho những mục đích khác thì rất là nguy hiểm đúng không? Rồi internet thì nó sẽ có nhiều cái thông tin mà hại, có những thông tin không có tốt, mà em mà vừa đọc những cái thông tin không tốt thì làm cho nó rất là nguy hiểm đúng không? Cho nên là trên internet cũng có những cái thông tin không tốt và nó có những cái tài liệu nó không chính xác, thì nó không có bảo đảm chính xác 100%. Ví dụ các bạn mua sách đọc sách thì những viên sách ra có tác giả rõ ràng này nọ thì ai ai ở đâu viết ra rồi là tiến sĩ hay gì đó thì sách thì nó rất là gọi là nó có kiểm chứng được. Còn trên internet là muôn vàn những cái người này nó ra người này nó vào thì không có chính xác, cho nên là khi mình sử dụng internet mà mình tìm kiếm những cái chỗ mà không chính xác thì nó có thể gây thiệt hại. Hay là bình thường á thì bình thường á là các giáo sư khi mà làm họ cho làm bài tập á thì họ không có đề không có không gọi là họ nói với những cái người sinh viên á, nếu mà dẫn chứng những cái dữ liệu trên internet á thì phải kiểm chứng cho rõ ràng, còn nếu mà kiểm chứng không rõ ràng á, thì không được. Cho nên là tuy nhiên là internet thì nó có nhiều thông tin cho nên mình phải biết phân biệt. Rồi đây là những cái điểm nhược điểm của internet, còn trên đây thì có những cái ưu điểm đúng không? Rồi theo như bạn nghĩ internet chọn mình phiên liên tàu của xem các hai tệ ấn dễ như cá, theo như các bạn nghĩ là internet nó tiện lợi khi nào và có những cái điểm nào nó không tốt, theo như bạn Nhường có điều gì mà mình thấy nó khi nào mình thấy internet lợi và nó không bất lợi cho mình, có thể chia sẻ ngắn không? Em thấy internet thì mình có thể khi ví như, như thực tế như em có thể thì khi mình đi làm ăn xa nhà thì mình có thể gọi điện nói chuyện chat nói chuyện với cả bố mẹ với các con, mình có thể như là chuyển tiền banking, mình cũng tìm kiếm thông tin trên internet như là tìm cái thông tin dịch thuật dịch tiếng Hàn chẳng hạn, tìm kiếm đọc báo xem thời sự cũng cũng được, cũng có chơi game mà Chung là cũng có rất cũng là là mua mua sắm à. Nên ở Cuba này vẫn đặt hàng trên Cuba mới đặt tốt. Còn điểm nào không tốt? thì không không tốt thì cũng nhiều lắm à, thực tế Nhiều. không tốt vì như là mình chơi mình nhiều lúc khi bảo chỉ xem một tí xong rồi để đi học nhưng mà ham quá quên cả thời gian học cả. Mãi mãi xem Vâng, tốt, vậy mình có thể mình suy nghĩ như vậy. Ví dụ
mốt mình có thể viết một bài văn ha. Rồi đây là có thể những từ vựng liên quan đến việc mua sắm internet ha. Chumun ha kỳ. Chumun là đặt đặt hàng ha. Thì chumun ha kỳ rồi chăng ba kuni. Đây là cái giỏ của mình, là cái giỏ đi mua sắm trên internet á. Thì ví dụ như cái này là tên sản phẩm ha, sản phẩm miền, tên sản phẩm t-shirt, t-shirt áo len này đúng không? Rồi nó màu xanh, màu tím gì đó, nó có đủ loại màu. Rồi nó có ví dụ số lượng mình mua mấy cái, mua mấy cái. Rồi mình lựa chọn, rồi mình có thể đổi, mình có thể xóa. Giá sản phẩm, cái được giảm giá, rồi phí, đây là những cái nội dung mà mình thường tìm thấy đúng không? Rồi sau đó mình chumun haki là đặt, rồi mình chuyển tiền về, mình chuyển về rồi họ sẽ tính cho mình, ví dụ được 46.000, cái này 46.000 này trừ 1.000 tiền điện đúng không, phí cộng một phí 1.000, 1.500 phí chuyển thì tổng cộng này, rồi mình chọn ngân hàng rồi mình chuyển, rất là dễ. Đây là những cái từ rất là đúng không, đây là giá của sản phẩm này, rồi point to handling, cái giảm giá, cái giảm giá khi mình có những cái thẻ, cái số đúng không, cái point 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 to, cái điểm, cái này gọi là điểm đúng, điểm số mình tích lũy. Rồi phí, chi phí gửi, rồi tổng, họ có những cái từ như thế này, cái tổng, chung là tổng, tổng cái số tiền mình phải kết, mình phải tính, cách tính, phương pháp hay là cách mình tính toán, mình trả tiền, tính phí, thì mình có thể chọn ngân hàng, chọn thẻ hay là chọn cái thông trang đúng không? Mình có thể gửi, mình bắn vào trả sổ, sổ, bắn tiền ha, bắn tiền vào, hay là bắn số tài khoản, hay là qua số điện thoại, hay là rồi sau đó mình tính. Cho nên là những cái này thì nó rất là dễ đúng không? Các bạn nào quen thì nó rất là dễ. Bạn nào mà không quen thì tập cho quen ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một cái cấu trúc ngữ pháp tên là một cái cấu trúc này khá là hay. Động từ cộng tính từ, động từ hoặc là tính từ cộng với rientri molata hoặc là arata. Thì cái cấu trúc này á, thì nó thể hiện cái người nói thể hiện cái sự khác nhau giữa kết quả và cái thứ, cái những cái điều mà mình đã suy nghĩ hay là mình mong đợi, mình phỏng đoán. Có nghĩa là mình, cái này có nghĩa là thể hiện cái kết quả, cái kết quả nó khác, suy nghĩ của mình như vậy nhưng mà kết quả nó khác với suy nghĩ đó, suy nghĩ hay là cái mong đợi hay phỏng đoán nào đó. Cái nghĩa nó là mình nghĩ là, mình nghĩ là, hay là mình không nghĩ là, hay là biết là, không biết là, hay là không biết là. Cái nghĩa nó là rất là dễ. Tôi nghĩ là như này như này, hay là tôi không nghĩ là, mô ta là không nghĩ, nên nó không nghĩ là, hay là biết là. Ví dụ ha, internet banking ni iroke penlihan chun molatta, tôi không nghĩ là, tôi không nghĩ là sử dụng internet, ngân hàng á, ngân hàng internet như thế này thì tiện lợi như thế này. Tôi không nghĩ là, mình nghĩ thì mình nghĩ là nó sẽ phức tạp, nhưng mà tôi không ngờ, hay là tôi không nghĩ là nó thuận tiện như thế này. Cho nên là, cái cấu trúc này là, không nghĩ là, không nghĩ là, tôi không nghĩ là nó tiện lợi như vậy. Rồi quân sĩ cả mấy ôn âm sĩ cơ cơ đó kê trái mất cái chui mồi lát tà, cái chui mồi lát tà này á,
Thì mình nói là tôi không nghĩ là bạn Quân á lại ăn ăn cái món cay như vậy, ăn món cay mà ngon như vậy. À, tôi không nghĩ là tôi nghĩ là bạn Quân ăn rất là dở, nhưng mà so khác với suy nghĩ tôi là bạn ăn rất là ngon đúng không? Bạn Quân này nè, bạn Quân này, bạn giống như bạn Quân đó, bạn Quân này, tôi không nghĩ là bạn Quân lại ăn đồ món cay giỏi như vậy. Tôi tưởng đâu là tôi tưởng đâu là bạn ăn không có được, nhưng mà tôi không nghĩ là thành ra mình nói thì tôi là tôi không nghĩ là tôi không nghĩ là bạn bạn Quân nên là bạn ăn cái món cay giỏi như vậy. Rồi internet sơ đồ chu môn han sang phương mi one ban song ten chun arata kuren te ajit an watta. Cái này thì ngược lại đúng không? Cái này là ngược lại, ở trên là molatta, ở dưới là arata. Tôi nghĩ rằng hôm nay á, cái sản phẩm mà tôi đã đặt hàng hôm nay, tôi nghĩ là tôi nghĩ là nó tới, nhưng mà thực tế thì nhưng mà nó lại chưa đến. Tôi nghĩ nó đã đến rồi nhưng mà nó chưa đến. Cho nên là nó khác nhau đúng không? Ở trên là không nghĩ là, và ở dưới là nghĩ là, tôi nghĩ là cái sản phẩm đó hôm nay đã đến rồi nhưng mà chưa đến. Cho nên nó khác nhau xíu đúng không? Cho nên này câu câu cái cấu trúc này là động từ tính từ, nó có nghĩa là nghĩ là hoặc là không nghĩ là, nó thể hiện một cách khác với cái kết quả mà mình suy nghĩ, mình mong đợi hay là mình phỏng đoán, mình phỏng đoán. Cho nên là cái câu này khá là dễ đúng không? Ví dụ như câu này nói rằng là ô nè pika ôi chui một lát xèo, tôi không nghĩ là, chữ ba chữ không đúng không? Tôi không nghĩ là hôm nay trời mưa. Tôi không nghĩ là hôm nay trời mưa. Câu số 1 thầy làm thử rồi, rồi sau đó bằng Nhường làm câu 2 nha. Anh Bình làm câu 3 nha, bằng Tiến làm câu số 4 nha. Rồi bây giờ thầy làm thử câu câu 1 nha. Computer cả 그렇게 비쌀 줄 몰랐다. Tôi không nghĩ là cái máy tính đó nó đắt như vậy. Pisa chun molatta molasseo. Rồi. Bằng nhiều nó nào câu hai làm sao đây? Mexica otoke norearen chan 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 han chun mulata Đúng rồi. han mun Tôi không nghĩ là bạn May ban mây này. lại hát hay như vậy đúng không? Tôi không nghĩ là bạn May lại hát hay như vậy. Chun Mulata. Rồi, câu số 3 làm sao đây? Kim chi gà irake meun chun molata molacheo. Tôi không nghĩ là kim chi lại cay như vậy đúng không? Rồi. Rồi câu tiếp theo. Bạn Tiến đâu rồi? Ủa? Ở dòng hoa ca cứ có cái góc kê sinh po mùa Tuân rách sòi rồi sư phê chui sinh tuân sư phô chun mùa rách sòi rồi một lát xèo. Tôi không nghĩ là nghĩ là bộ phim nó buồn đến vậy. bộ phim đó nó buồn như vậy. Rồi cho nên là các bạn đi làm á, các bạn mà nếu mà gặp ông giám đốc hay là ông chỉ là ông ban chan mà các bạn nói là ban chan nè kroke chai chai hết sư chai chai hết sư chui mùi lá xèo. Đúng không?
Tôi không nghĩ là dám tôi trưởng lại giỏi như vậy. Thì chắc ông sẽ gửi rủ mình đi uống cà phê thôi đúng không? Cho nên là các bạn tập khen, các bạn tập khen, các bạn tập khen người khác ha. Cái câu này cũng là mình khen người khác. Ồ, tôi không nghĩ là anh lại giỏi như vậy, tôi không nghĩ là chị lại giỏi như vậy, tôi không nghĩ là cô giỏi như vậy, tôi nghĩ là anh lẳng được nhưng mà anh làm rất là giỏi, ví dụ như vậy. Thì mình có thể khen như vậy thì cũng rất là tốt ha. Thường thường là tiền bạc gì lời nói không mất tiền mua mà đúng không, lựa lời mà nói. Cho nên đây là những cái câu rất là hay rồi. Bố kêu qua cà chi tê hoa rễ quạnh sơn ha sao, hãy hãy hoàn thành cái đoạn hội thoại giống như cái câu mẫu đó ha. Ví dụ đó là khi đi mặc khi nền tệ về taxi rồi taxi ở cho nên khi đi anh mặc khi chul arasayo. Bây giờ là mình dùng là arasayo ha, nãy là molasayo rồi bây giờ là mình dùng arasayo. Tại đường mà kẹt như vậy mà tại sao lại đi taxi? Tôi nghĩ là nó không kẹt đường, tôi nghĩ là đường nó không có kẹt, cho nên là tôi đã đi taxi. Tôi nghĩ là nó kẹt cho nên tôi đã đi taxi. Rồi câu số 1 thầy làm thử nha. Narsika chun te ve panbachire it busseyo. Cái thời tiết lạnh như vậy nhưng tại sao lại mặc cái quần ngắn như vậy? Thì cho nên chun Nancy chun chun như các bạn chun thế các bạn là gì? Anh thương là rất sợ. Không nghĩ là có lạnh. Nancy ảnh chu Anh nghĩ là không lạnh. đúng rồi ảnh chu un chul Thương à là rất sợ. đúng rồi tôi nghĩ rằng là không có lạnh Rồi câu số 2 xin mời bạn anh Bình ha, rồi bạn Dương là câu 3 ha, rồi bạn Tiến là câu 4 thử nha. Rồi xin mời bắt đầu. Có khi anh dập tin về về phát phiếu Internet Easter thành ta tin man của cô. Có khi dập tin chưa là đã rồi. Đúng rồi, dẹp bình chú à ra sale dẹp bình chun là dẹp bình phải bỏ lại từ anh là dẹp bình chú à ra sale. Tại sao cái áo áo xấu như vậy lại mua? Vì tôi chỉ nhìn tôi nhìn cái ảnh trên internet cho nên là tôi nghĩ rằng là nó đẹp dẹp bình chun à ra sale nhưng mà cuối cùng thì nó rất là xấu đúng không? Rồi, bao nhiêu nữa rồi? Dạ. Cứ rong hoa chê mi ọp lên tê quê bát sợi ớ internet hukiman ít cô cứ rong hoa chê mi ọp chung Xem ít nên cho nhận. chê mi ít 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 sân chung ít sân chun À. ít sân chun arasayo. Đúng rồi. Tôi vì chỉ đọc cái phần sau cho nên là tôi đã nghĩ rằng tôi nghĩ rằng là nó thú vị đó nhưng mà bởi phim đó nó cuối cùng thì không thú vị đó. Rồi câu 4 làm sao đây? Cứ y đi hiến tinh tề về hát kết tàu cô hết xéo. Việc mệt như vậy tại sao mà bạn phải làm? Tại sao phải làm?
Trở lên pin rô. Trở nên bên lô Pin lô. ý Cư. Cư y. Hình tương tê. ăn An an. An chu. thêm An. An hình. An hình ủa tương tê. ăn hiên tinh chứ Hình. An hình tương chú. Moras. Araceo. Alasso. Araceo. Tại sao mệt mà cũng cũng làm tại vì tôi nghĩ rằng là nó không mệt nghĩ không mệt cho nên là làm đúng không? Mình thay lại như vậy. Cảm ơn các bạn làm rất là tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với một cái động từ cộng với ke hata. Đây nó nói về một cái lý do, một cái sự ảnh hưởng nào đó khiến một hành động xảy ra. Có thể là ép buộc ai đó làm việc gì đó hay là cho phép ai đó làm một việc gì đó. Hay là thứ nhất là ép buộc ai đó làm một việc gì đó hay là cho phép ai đó làm một việc gì đó. Ví dụ ha, ví dụ ha. Aki ai ka momi yak kamen umsikul kol koru mok ke haseo. Nếu nếu mà em bé nó yếu như vậy á, nó yếu như vậy, cái thân thể nó yếu như vậy á, thì hãy hãy cho nó ăn, hãy cho nó ăn một cách cân bằng. Konkoru, konkoru là đều những cái thực phẩm nó đủ, gọi là đủ, đầy đủ hay là cân bằng ha. Cho nên là có thể là ép buộc ai đó phải làm cái việc đó là cho nó ăn, mà ăn một cách đúng đắn đúng không? Cân bằng, ăn thức ăn cân bằng chứ đừng có cho ăn cái này nhiều quá, cái kia ít quá, thì ăn một cách cân bằng. Câu số 2 đó là hắc sen sen ni mi hắc sen nghe kề phúc rước cho kiến kê mười một ha kê hết sale. Cô giáo đã bắt hay là ép học sinh không, cô giáo đã không không gì không cho học sinh chơi game bạo lực, không cho phép ha, có nghĩa là một ha kê, một ha kê. Ví dụ ha kê là sao, ha kê là cho phép đúng không, còn đây là một ha kê là không cho phép. Cô giáo, thầy cô giáo không cho phép các em chơi game bạo lực, chơi game bạo lực. Cứ bắt mùi qua nghề sơ nên xa chín nấy một chiếc kê hàm cái viện bảo tàng đó không cho phép hay là buộc ai đó không được chụp ảnh, cái viện bảo tàng không được chụp ảnh. Rồi. Ví dụ một cái mẫu ha, hãy hoàn thành cái câu giống như câu mẫu sân xe niêm quân si, mình đọc quân cho dễ không, quân si check cái xe thì mình sẽ điền vào là sân xe niêm mi quân si e kê check cái ít y kê ha sát xe. Thì cô giáo là gì, cô giáo bắt buộc, nói như bắt buộc cô huynh á phải đọc sách, phải ép phải làm gì đó, ép phải đọc sách hay là buộc phải đọc sách hay là phải đọc sách. Thì câu số 1 này như là thầy làm thử nha. Ermonica cá a tư đề kế un tôn hà kế un tông ha kế ha sát xèo ha kê, chữ kê động từ cộng chữ kê đúng không, mẹ đã bắt em con trai ấy, phải buộc phải tập thể dục, tập thể dục. Rồi con này bạn bạn nhường làm này ha, bạn tiến làm này ha, bình làm này nha, làm thử thôi nha.
Sensei Song sao? sinh mi mây Mấy gì? men si Để mây mây si mây si ke sóc chê rừng ime iro Bone bone ha ke sắp sửa Bone ke cô giáo bảo học sinh phải phải mail phải gửi bài tập qua email đúng không? Bằng email. Rồi, bằng tiếng đó rồi. Câu số 3, vợ bảo chồng nói sao đây? Aneka. Anika Yobo Jobun Yobo Sun Jobun Jobu Eke Masichi Sunner Mani Masichi Sun Masichi thì mà xét soi rồi đúng rồi mà kệ chứ anh chị mà mà kê hiểu mà kê hiểu là mình phải mình nên là anh masike anh chứ không có cái nãy động từ anh mà động từ cộng với ke rồi đúng không, chứ đâu phải chị ma đều được đúng không, thế nên là anh masike anh Masike bấm chữ anh trước ha, mình đưa chữ anh trước anh Masike à hết sẹo hết sẹo yebo suri à yebo kế suri mani anh Masike ha sẹo mà ha ha hết sẹo hay là hết sẹo cũng được ha. Rồi câu số 4 làm sao đây? Paya rushi ke or chakin Chết tin ảnh ha ghé. hajima anh hake chắc tin nhận hake hashiseo Hay là ảnh chết tin ha ta hoặc là chết tin ảnh ha ta là cũng được nha. Cái này được nha. Chết tin ha ảnh ha ghé. Hết sẹo. Rồi. Ví dụ mình làm cái câu mẫu hoàn thành động văn ha, hoàn thành cái câu giống như câu mẫu. Ai cả vô chung kem đỏ mua mã đi hay sợ cốc cho nhiều kem chung tốt thế suy sinh cả mã ni một ha ke ha xe thì mình có chuyện này đi cả rồi mình thêm chữ này mã ni một ha ke ha xe ép phải đừng có cho nó xem đừng có cho nó chơi game để nó để vì nó bị nghiện rồi cho nên là ép nó đừng có chơi nhiều game đúng không? Câu số 1 nó sao? A y ca khi ca chắc ca sợ cực chân dẻo con trai con của tôi chiều cao nó rất quá là thấp chiều cao nó thấp quá. Cho nên là cũng lo lắng. U yuri mà ni mà si miền khi ca khư ni Ok. ca Kunika, gì nữa các bạn? Khư kê ha chê yo. Kuke haseyo. Mô la yo. Animasinyan, Kika, Kunika. Masike một động từ mà đúng không? Một động từ cho nên là Masike haseyo cho nên là cho con uống là được ha. Hãy khuyên con mà uống uống nhiều sữa là nó sẽ lớn cho nên là cho uống nó nhiều vào ép uống nhiều vào mà ni Masike
không? Chưa mình nêu là cất chân là đâu được. Được rồi. À, tiếp tục các bạn. Ai cả chân âm sĩ cười nở mũ cho ai hay sợ cất chân nhiều. À, con tôi á, bây giờ nó thích ăn cái thức ăn mà chan âm xích, thức ăn mặn. Tôi cũng lo lắng vì thức ăn mặn nhiều khi ảnh hưởng thận đúng không? Chan âm xích, xin lỗi, chan âm xích cái mommy Andronica. À đúng rồi, thức ăn mà mặn quá đó thì không có tốt, cho nên là Tốt mà ni mốt hai kê hai xe đúng rồi mà đi một hai kè Haseo. A y ca vô chôm nở mu chip về nở mu nước kêu qua sờ cốc cho nhiều. Dạo này con tôi nó đi về trễ, cho nên cũng lo lắng quá. Palm nước kê ta ni miền vi hôm hani ca. Chào các bạn. Chip về nè hai sẹo ở nước kê, một nước kê, nước kêu kê hai sẹo chip bé nở mu một nước kê, chip bé nước kê hai sẹo một nước kê hai sẹo ai cả mùi con ấy cha chu ido bơ đồ sò cốt chân nhiều. Con của tôi nó hay mất thường xuyên mất mất đồ, cho nên là cũng lo lắng. Mùi cơ nể y ra mùi sư miệng thả sĩ cha chân cha chân su ít sư cả. Nếu mà viết trên cái tên trên cái sản phẩm đó, thì có thể vì có thể kiếm lại được, cho nên là in rơ phơ rơ rơ thì mình trả lời là rì anh hả mun con y rơm sư kê, y rơm sư kê ha, mun con này y rơm sư kê ASEO hả, phải viết cái tên đó là dễ kiếm. Vâng thì cái này thì mình tìm hiểu thêm, còn cái động văn này thì các bạn về nhà có những từ vựng nó có mình có thể kiểm tra từ vựng để mình có thể đọc đoạn này ha.